Vâng, xin chào tất cả các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách download cái ví Fan Token về điện thoại. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái đường link tôi sẽ đặt ở dưới cái video này. Chúng ta có thể bấm vào đường link đấy để tải cái app về. Ai dùng điện thoại Android thì tải bản Android, ai dùng bản iOS thì sẽ tải bản iOS. Khi chúng ta tải về xong thì chúng ta sẽ bấm vào phần duy kết để đăng ký. Thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ nó có hai phần, một phần đây là chọn đăng ký bằng email, và đây đang chọn đăng ký bằng số điện thoại thì chúng ta lên chọn bằng số điện thoại. Sau đó chúng ta chọn quốc gia. Chúng ta kéo xuống dưới gần cuối cùng. Việt Nam, chúng chọn Việt Nam. Sau đó chúng ta nhập số điện thoại vào đây 0338899909. Đó, chúng ta nhập mật khẩu. Và nhắc lại mật khẩu thì chúng ta mở cái mắt thần lên để nó hiện mật khẩu cho nó chính xác. Tôi sẽ mật khẩu mặc định là 123456678. Đó, 123456678. Đó. Và đây là cái phần này là cái phần chúng ta sẽ nhấn vào get code để lấy cái mã OTP nó gửi vào số điện thoại của chúng ta. Còn ở phần dưới này là chúng ta nhập cái phần mã giới thiệu của người giới thiệu cho chúng ta biết đến cơ hội này. Thì các bạn có thể nhập cái mã của tôi. Đó thì sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần get code. Đó, và sau đó chúng ta sẽ nhận được cái mã gửi về điện thoại. Là đợi trong vòng 60 giây đó, cái số nó đã gửi về đây rồi. Sau đó tôi nhập vào cái số margin là 688242. Ok, chúng ta xong rồi bấm, chúng ta tích vào cái phần dấu này, tích này vào cái phần fan token user protocol này. Đó, chúng ta sẽ bấm hoàn tất, bấm vào next stop. Đó thì đây là bốn cái mã xác nhận để chúng ta có thể, trong trường hợp chúng ta quên mật khẩu, chúng ta có thể dùng các cái mã này để nhập số thứ tự vào để mà lấy lại mật khẩu. Thì đầu tiên chúng ta phải chép lại cái này, hoặc là chúng ta chụp lại. Đó, chụp lại mình, hoặc là chúng ta khi có bốn số chúng ta cũng dễ nhớ. 3 2 4 E. Ok, chúng tôi sẽ là bấm next. Và từ đây nó có bốn cái này, thứ nhất là 3 này, 2 này, 4 này, E này. Ok. Đó. Sau đó bấm một con chim. Đó thì ok, thì đây là cái mã cây pin của chúng ta lên cóp lại. Đấy, cóp lại phòng khi mà quên mật khẩu. Đấy. Chúng ta cũng chụp lại màn hình cho chắc. Sau đó chúng ta vào bấm vào phần đăng nhập. Đó. Chúng ta bấm vào đăng nhập. Thì hiện tại cái ví này có thể trữ được một số các đồng coin như là Bitcoin này, ETH này, Litecoin, Dog này, DAT này, EOS này, USDT này và XRP này, Bitcoin Cash này. Đó, đó là những cái đồng coin mà chúng ta có thể trữ ở trên này. Đó, và cái mức trữ tối thiểu là 500 đô thì các bạn sẽ được phép là quyền làm hệ thống và được nhận lại cái đồng FT coin. Hiện tại cái giá đồng FT coin hiện tại đang là 0,9 đô. Đó. Chúng ta sẽ đầu tư gửi về tiền của chúng ta vào đây để trần nã hàng ngày và phát triển, mời khách hàng để chúng ta có thể nhận được nhiều cái số coin FT coin hơn. Khi cái đồng FT coin này tăng giá thì chúng ta sẽ có lãi suất kép rất là lớn. Đó. Thì mọi chi tiết
liên hệ xin hãy liên hệ số Zalo 0911 444486. Tôi sẽ trả lời các bạn và hướng dẫn các bạn cụ thể hơn nếu mà gặp phải vấn đề khúc mắc. Tôi xin chân thành cảm ơn.